Thành phố Hồ Chí Minh hơn 82.000 shipper đăng ký hoạt động trở lại. Sở Công Thương cho biết con số có thể lên đến 90.000 shipper đăng ký hoạt động và đã đề nghị Sở Y tế hỗ trợ công tác xét nghiệm cho đội ngũ này. Chiều nay, Phó Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải đã chủ trì họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Tại buổi họp, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết trước ngày 16 tháng 9 chỉ có khoảng 20.000 shipper hoạt động. Tuy nhiên trong ngày 17 tháng 9 tăng lên là 24.200 trên tổng số 26.500 shipper đăng ký hoạt động. Số lượng shipper này đã chuyển tải được hơn 543.000 đơn hàng, tăng gần gấp đôi so với thời điểm 20.000 shipper hoạt động, ông Phương thông tin. Cũng theo ông Phương, ngày 18 tháng 9, Sở Công Thương ghi nhận hơn 33.000 shipper đăng ký hoạt động lại và đến hôm nay, Sở tiếp tục ghi nhận shipper tăng ký. Shipper đăng ký tăng lên hơn 82.000 người. Do đó Sở Công Thương đã đề nghị Sở Y tế hỗ trợ bổ sung phân bổ công tác xét nghiệm đảm bảo cho 90.000 shipper hoạt động. Về vấn đề xét nghiệm cho shipper, bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Tránh Văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi Ủy ban nhân dân thành phố có chỉ đạo về việc hỗ trợ xét nghiệm miễn phí cho shipper, ngành y tế đã yêu cầu trung tâm y tế các địa phương triển khai và cung ứng test nhanh để hỗ trợ hoạt động xét nghiệm. Theo bà Mai, trong khoảng thời gian từ 31 tháng 8 đến mùng 6 tháng 9, số test nhanh đủ để đáp ứng cho khoảng 20.000 shipper. Tuy nhiên, theo Sở Công Thương thì số shipper đăng ký đã tăng vọt lên 90.000, gấp gần 5 lần, gấp gần 5 lần so với trước đây. Hiện việc xét nghiệm cho shipper do các trạm y tế lưu động phụ trách. Các trạm này có sự hỗ trợ của hơn 1.200 y bác sĩ quân y. Nhiệm vụ quan trọng và cơ bản nhất của đội ngũ này là chăm sóc F0 tại nhà, hỗ trợ thêm việc xét nghiệm và tiêm vaccine. Chánh văn phòng Sở Y tế cho biết, việc xét nghiệm cho shipper được thực hiện tốt với số lượng nhỏ và vừa, nhưng nếu tăng lên nhiều lần so với ban đầu thì ngay cả Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cũng lúng túng vì nhu cầu số lượng test nhanh vượt lên 5 lần, từ 20.000 lên đến gần 100.000 thì cảm thấy hơi quá lực với các trạm y tế lưu động, bà Mai lo lắng. Cũng theo bà Mai, thời gian tới Sở Y tế đề nghị Sở Công Thương phối hợp hỗ trợ nhắc nhở shipper chỉ đến xét nghiệm trong khoảng thời gian 5 giờ đến 6 giờ sáng. Việc shipper đến xét nghiệm từ sáng sớm tới tối mịt như hiện nay gây khó khăn và ảnh hưởng đến công tác chăm sóc F0 tại nhà là nhiệm vụ chính của các trạm y tế, bà Mai đề nghị.